Chào tất cả các con. Ngay từ xa xưa, ông cha ta đã nói: nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Câu tục ngữ này phần nào đã nói lên tầm quan trọng của phân bón trong trồng trọt. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu qua chủ đề mới, đó là chủ đề phân bón. Qua chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu phân bón là gì, phân bón có tác dụng gì đối với cây trồng, cách sử dụng phân bón bây giờ, và tụi cách con bảo quản cùng với phân thầy bón. Tìm hiểu qua phần đó là đầu những tiên, kiến thức mà đó chúng là ta phân bón cùng là nhau gì. Tìm hiểu ngày hôm nay. Đầu tiên, thầy có một câu hỏi gợi cho tụi con thấy, đó là để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng, người ta thường làm gì? Đó là để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng, người ta thường bón phân, bón vôi, rải cho. Vậy hãy kể một số tên phân bón thường dùng để bón cho cây trồng mà em biết. Thì thường thường ở nhà tụi con thấy rằng những loại phân bón thường dùng như là phân ure, phân NPK và phân chuồng. Tụi con quan sát hình ha, phân ure nè, NPK nè, và bên này chúng ta thấy người ta chất thành đống, đó chính là phân chuồng. Thì những loại phân đó là gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Rồi, tiếp theo, nêu các chất dinh dưỡng chính có trong phân bón, nghĩa là tất cả các loại phân bón thì thường thường là nó có những chất dinh dưỡng chính nào. Thì là các chất dinh dưỡng có trong phân bón đó là đạm, lân và kali. Vậy chúng ta cùng đúc kết lại, phân bón là gì? Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây trồng. Phân bón có 3 loại chính: phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh. Chúng ta tìm hiểu qua cách mà cây hấp thụ. Tụi con thấy quan sát trên hình, cây hấp thụ chất dinh dưỡng thức ăn qua rễ. Đây là những rễ của nó nè, đó. Thì qua rễ đó, tụi con sẽ thấy rằng là nó sẽ làm sao đây, hấp thụ. Nó sẽ hấp thụ và nó cung cấp dinh dưỡng để nó nuôi cây. Cái này là nó liên quan tới môn sinh học lớp 6 mà tụi con đã được học rồi. Rồi, tụi con quan sát một số hình ảnh về phân hữu cơ. Thứ nhất là phân rác, là những rác thải mà người ta ủ, người ta làm thành phân phân hữu cơ. Rồi người ta sẽ sản xuất phân hữu cơ từ rơm rạ. Rơm ngoài đó, trâu bò ăn ra, người ta còn dùng để mà sản xuất phân hữu cơ, người ta bón cho cây. Rồi về phân xanh, tụi con thấy nó có một loại số loại như là cây điền thanh, cây bèo dâu, cây muồng muồng. Rồi hình ảnh là đó là phân hóa học. Tụi con thấy phân ure người ta gọi là phân đạm. Tụi con thấy đó, đây là hình ảnh màu trắng nè, đó. Rồi phân lân thì tụi con thấy ở dưới này là màu xám như là xi măng rồi đó. Và phân kali nó có màu đỏ nâu. NPK nó là tổng hợp của ba loại phân này, là đạm, lân và kali, người ta gọi tắt là NPK. Thì tụi con thấy nó có ba loại màu. Rồi phân vi sinh thì thầy nói kỹ về phân vi sinh một chút. Phân bón vi sinh có chứa từ một hay nhiều các loại vi sinh vật có ích. Thông qua việc bón phân vi sinh sẽ cung cấp vào trong đất các vi sinh vật phân giải đạm, lân, có tác dụng như những nhà máy sản xuất phân đạm, phân lân hóa học ngay trong đất để trực tiếp cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Tùy vào mục đích sử dụng và nhu cầu của cây trồng mà chọn loại phân vi sinh có chủng loại vi sinh khác nhau, như là phân vi sinh cố định đạm, phân vi sinh giải lân hay phân vi sinh kích thích tăng trưởng. Có nghĩa là người ta sử dụng những con vi sinh vật có ích, và nó chuyển hóa
là để nó cung cấp các vi sinh vật, để mà ra các loại vi sinh vật phân giải đạm, lân, đó là như thế. Thì tụi con coi là các loại phân bón thông thường như chúng ta thấy là phân hữu cơ, hay gồm có phân chuồng, phân bắc, phân rác, phân xanh, than bùn, khô dầu. Phân hóa học là đạm, lân, kali, phân đa nguyên tố, phân vi lượng. Phân vi sinh là có chất chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm, chuyển hóa lân. Rồi chúng ta có một cái bài tập nho nhỏ như sau. Các con hãy sắp xếp các loại phân bón vào các nhóm thích hợp theo mẫu bảng sau. Chúng ta có đây. A là cây điền thanh, B là phân châu bò, C là súp bê lân, D là loại phân hay viết tắt là DAP ha, rồi phân heo, rồi cây mùn mùn, phân NPK, rồi nitrazin, rồi bèo dâu, khô dầu dừa, khô dầu đậu tương, ure. Thì chúng ta sẽ sắp xếp những loại phân này, loại nào là phân hữu cơ, loại nào là phân hóa học và loại nào là phân vi sinh. Các tụi con ngồi suy nghĩ và sắp xếp có thể. Giải đáp. Phân hữu cơ là gì đây? Cây điền thanh nè, phân châu bò nè, phân heo nè, cây mùn mùn nè, bèo dâu nè, khô dầu dừa nè, khô dầu đậu tương nè. Đó là những cái gì mà nó thuộc về tự nhiên. Rồi phân hóa học là gồm có súp bê lân nè, rồi DAP nè, là diamine phosphate, phân chứa đạm và chất lân đấy. Rồi phân NPK nè, rồi phân ure nè, rồi phân vi sinh, tức là H cái là nằm ở đâu đây, chính là nitrogen, chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm. Thì tụi con thấy đây là các đã giải bài tập cho tụi con. Rồi chúng ta thấy rằng khi mà cây nó dùng phân bón, chúng thấy nó tươi tốt và nó cho năng suất rất là cao, rất là đẹp, chất lượng tốt. Còn không dùng phân bón, chúng ta thấy rằng là cây nó phát triển rất là kém. Và từ đó chúng ta qua cái sơ đồ này và qua cái ý hướng hồi nãy, thì tụi con thấy rằng là cho chúng ta thấy được gì, đó là tác dụng của phân bón. Thì chúng ta qua phần hai nhỏ, đó là phân bón nó có những tác dụng gì. Thì chúng ta thấy đầu tiên phân bón nó đi các hướng đây. Thứ nhất chúng ta thấy là không bón phân thì năng suất nó làm sao như thế này, mà bón phân thì mà bón phân nhớ là hợp lý nhé, chứ không phải chúng ta muốn bón sao bón phải hợp lý. Hợp lý là sao? Đúng đủ, đúng thời kỳ, đúng cái thời kỳ sinh trưởng của cây, nó phải bón đủ, bón đúng là phân và phù hợp với cây nữa, nên là gọi là hợp lý là như thế. Thì cây nó sao nó sinh trưởng nè, đó nó cho cái chất lượng tốt hơn, thấy chưa, rồi năng suất nó cao hơn. Nó thấy là đây năng suất chỉ có 6 bao mà năng suất đây là 1, 2, 3, 4, 5 đến 10 bao, là nó năng suất nó tăng, có thấy không. Rồi tiếp tục không bón phân thì hàm lượng protein nó thấp, là đánh giá chất lượng đó là trên hàm lượng protein của nó. Nhưng mà khi bón phân hợp lý, cái hàm lượng protein nó rất là cao, thì chất lượng nó cao lên, thế là năng suất và chất lượng nó tăng lên nếu mà chúng ta bón phân hợp lý. Và đối với đất kém phì nhiêu, bởi khi vậy chúng do ta đó bón chúng ta phân rút được ra được đặt là gì bổ là sung dinh dưỡng tác cho dụng nó của phân rồi, bón nó là thì tăng tăng độ độ phì thành nhiêu nhiêu của của đất, đất, phì tăng năng nhiêu. suất cây trồng và tăng chất lượng nông sản. Chúng ta thấy có ba cái tăng: tăng độ phì nhiêu, tăng năng suất cây trồng và tăng chất lượng nông sản. Chúng ta thấy như thế. Nông nghiệp có phát triển không là nhờ ngoài cái sự chăm sóc tốt, giống tốt, thì các bạn thấy đó là phân bón rất là quan trọng, mà phải bón đúng, phải bón cho hợp lý. Bởi vậy nên từ đó nói về chữ hợp lý, thì chúng thầy có một câu hỏi, đó là bón phân càng nhiều thì năng suất càng cao, theo em đúng hay sai, vì sao? Đó là sai, thấy chưa, không phải là cứ bón nhiều là đúng đâu. Vì bón phân không đúng hay là quá liều lượng, sai chủng loại, không cân đối với các loại phân, thì năng suất cây trồng và chất lượng nông sản không những nó tăng mà nó lại giảm nữa. Ví dụ như là bón quá nhiều phân đạm thì cây lúa nó dễ bị lốp đổ,
rồi nó là gì, cho hạt lép đó, và năng suất thì nó sẽ thấp chứ đâu phải là cứ bón nhiều chúng ta thấy là cao, phải như vậy ha. Và chúng ta coi là tác dụng một số loại phân, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái này. Đó là tác dụng về phân hóa học đấy, tại vì bây giờ người ta hay sử dụng phân hóa học, nhưng mà sau này thì tụi con thấy là người ta khuyên là không nên sử dụng phân hóa học nhiều, và đặc biệt là tập trung nên chúng ta sử dụng phân sạch, gọi là phân hữu cơ hoặc là phân vi sinh đó, chứ chúng ta hạn chế sử dụng phân hóa học. Tại vì có đặc điểm là phân hóa học thì đương nhiên là tác dụng nó cao, nhưng mà ngược lại nó lại bị một cái nhược điểm, đó là đất chua và cây nó không có tốt và nó dễ bị nhiễm độc. Rồi tác dụng đó là phân đạm. Phân đạm nó có tác dụng gì, đó là kích thích quá trình sinh trưởng của cây, làm tăng tỷ lệ protein thực vật, cây phát triển nhanh cho nhiều củ quả. Lưu ý phân hóa học thì nghe nói thì nó nhiều khuyết điểm, mà tụi con thấy là nó có ưu điểm của nó, nhưng mà khi chúng ta bón thì chúng ta phải bón cho nó đúng thế thôi. Thì nếu mà chúng ta bón đúng, chúng ta bón hợp lý thì đương nhiên nó sẽ không có hại gì hết. Rồi về phân lân, tác dụng phân lân đó là gì, là thúc đẩy quá trình sinh hóa ở thời kỳ sinh trưởng của cây, làm cho cành lá khỏe, hạt chắc, củ quả to. Còn đối với phân kali, đó là tăng cường sức chống bệnh, chống rét, chịu hạn, giúp cho cây hấp thụ nhiều đạm hơn. Thực vật cần kali để tổng hợp chất diệp lục, cần khi tạo ra hoa, tạo quả. Đó, chúng ta quan sát hình. Nói về tác dụng của phân kali. Và tác hại của việc sử dụng phân bón không hợp lý và chất thải của nhà máy phân hóa học ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống và sức khỏe con người. Thì chúng ta thấy đây, khi mà chúng ta người ta làm đó, chúng ta thấy là nè đó, người ta đốt, con thấy không, để ý như thế nào đây, đó không hợp lý nè, khói lên nè, rồi ngay ô nhiễm một nguồn nước rất là ô nhiễm. Và khi chúng ta thấy là chúng ta đốt, người ta đốt như thế này nè, đó thì thấy là mắt sẽ ảnh hưởng tới mắt, khói mà, rồi ảnh hưởng tới phổi, rồi ô nhiễm cái nguồn nước đó, rất là nguy hiểm. Thì tụi con thấy là các chất thải của nhà máy như là flo, chì, kim loại nặng, CO2, người ta gọi là khí carbonic á, phân hữu cơ tươi chưa phân hủy thì cây trồng không hấp thu được, vừa làm ô nhiễm môi trường đất, không khí và nước. Đó là nói về phân hữu cơ đấy. Còn bón phân không cân đối làm giảm chất lượng sinh học của nông sản, gián tiếp gây bệnh cho người và động vật, vừa gây lãng phí. Rồi chúng ta thấy rằng là phân vô cơ có nhiều tác dụng, đó là yếu tố thực sự cần thiết cho thâm canh tăng năng suất. Thiếu phân vô cơ sẽ không thể cho năng suất cây trồng cao. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng đúng kỹ thuật. Đó là phân vô cơ là gì, là phân hóa học đó tụi con. Hồi nãy thầy nói đó, như đạm, kali, lân hoặc là NP, vân vân. Rồi chúng ta tìm hiểu qua đó là cách sử dụng các loại phân bón thông thường. Chúng ta đã biết về nó rồi, chúng ta đã biết về phân hữu cơ rồi, chúng ta đã biết về phân hóa học, chúng ta đã biết về phân vi sinh, thì cách sử dụng nó như thế nào. Thì đầu tiên, trước khi mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta qua đến thời kỳ bón phân. Thì thời kỳ bón phân nó có hai loại, thứ nhất là bón lót và thứ hai đó là bón thúc. Vậy bón lót là gì? Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng, nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ. Nghĩa là trước khi trồng mà người ta bón phân thì người ta gọi là bón lót. Nhớ nha, trước khi mà chúng ta gieo hạt, trước khi chúng ta trồng cây đó, thì người ta sẽ bón phân, và bón phân đó người ta gọi là bón lót. Còn bón thúc là gì? Bón thúc là bón trong thời gian sinh trưởng của cây, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây trong từng thời kỳ. Nhớ ha, tức là người ta bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây, nghĩa là trong thời gian sinh trưởng thì cây nó cần phân bón theo từng cái giai đoạn phát triển của nó, do đó người ta phải bổ sung thêm. Thì cái bổ sung thêm trong cái thời gian sinh trưởng đó người ta gọi là thời kỳ bón thúc, còn nhớ điều đó. Rồi chúng ta lưu ý đây, có một cái bài như sau: dựa vào đặc điểm các loại phân bón dưới đây, em hãy nêu cách sử dụng chủ yếu của chúng. Thì tụi con thấy phân hữu cơ là đa số như là phân trâu, phân bò, phân heo, phân xanh, vân vân. Thì đặc điểm chủ yếu là cái gì, đó là chất dinh dưỡng thường ở dạng khó tiêu,
khó tan đấy. Và cần thời gian phân hủy cây mới sử dụng được. Bởi vậy nên tụi con thấy là để nó phân hủy nhanh thì người ta thường làm, người ta thường ủ. Người ta thường ủ. Rồi phân đạm, phân kali và phân hỗn hợp, đây là phân hóa học đây nè. Thì hai loại phân này rất dễ hòa tan, đặc biệt hòa tan trong nước và cây sử dụng được ngay. Đó. Rồi phân lân ít hoặc không hòa tan. Thì bởi vậy chúng ta coi những loại phân này từ cái đặc điểm chủ yếu của nó, thì cái cách sử dụng chủ yếu nó là người ta bón trong cái thời kỳ nào. Hoặc chúng ta tìm hiểu nó thời kỳ bón lót, thời kỳ bón thúc. Đúng chưa? Và trong thời gian suy nghĩ thì thầy nói thêm cái đặc điểm chủ yếu của nó. Phân hữu cơ có đặc điểm là gì? Chất dinh dưỡng rất là đa dạng. Và nó phụ thuộc vào cái nguồn thức ăn của vật nuôi khi nó ăn vào. Đó. Nó không có nhiều. Trong chất dinh dưỡng nó đa dạng, nó nhiều chủng loại, nhưng mà nó mỗi một chủng loại nó không có chiếm nhiều trong đó. Nhưng mà đây là loại phân rất là sạch. Nó nghĩa là nó làm cho cây phát triển tốt. Đó. Còn phân đạm, kali và phân hỗn hợp thì loại này rất dễ hòa tan. Cái tỷ lệ mà phân bón, tại vì đây là phân bón hóa học là do con người tạo ra mà. Con người người ta làm ra nó. Do đó là nó rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng mà tỷ lệ chất dinh dưỡng của nó, cái tỷ lệ coi như là cái chủng loại nó không có nhiều. Ví dụ như phân đạm thì đa thì coi như là phân đạm là chiếu tỷ lệ rất là cao và chỉ có một hai loại đi theo nó thôi, rất là thấp. Đó, phân kali là kali, NPK có loại ba loại phân đó thôi. Nó là như vậy. Rất dễ hòa tan ha. Nhưng mà lưu ý những loại phân hóa học mà khi chúng ta sử dụng nhiều thì làm đất rất là dễ chua. Mà phân hữu cơ thì ngược lại nó cải tạo được đất chua. Chúng ta nói và chúng ta đã học qua cái vấn đề mà đất bài đất trồng, chủ đề đất trồng rồi đó. Rồi. Thì chúng ta coi đây, phân hữu cơ thì cách sử dụng chủ yếu là trong thời kỳ nào? Nó khó tan thì người ta phải sử dụng thời kỳ bón lót. Tụi con thấy không, bón lót là bón trước khi gieo trồng mà, nên người ta bỏ phân hữu cơ vào rồi người ta gieo trồng, thì đến khi mà cây nó mọc nó bén rễ rồi thì nó cần dinh dưỡng, thì lúc đó chất dinh dưỡng đã được phân hủy. Rồi đối với đạm kali là nó tan nhanh nên người ta bón thúc là bón trong thời gian sinh trưởng luôn. Còn phân lân nó ít hoặc nó không hòa tan, bởi vậy người ta cái loại nào ít mà không hòa tan thì người ta bón sao? Bón lót. Nhớ là bón trước khi gieo trồng. Rồi chúng ta thấy được cách rồi sử dụng thì chúng ta sẽ bảo quản như thế nào. Rồi chúng ta quan sát rồi, hai hình này có biết đây là dụng cụ gì không? Quan sát hình và cho biết người ta thường dùng những vật dụng gì để đựng phân hóa học. Nhìn coi, biết được không? Đó là cái vại, đó là cái chum. Thường thường người ta bỏ trong đây nè. Đó, và người ta định. Rồi, chúng ta thấy là người ta xếp trong nhà máy thôi. Thì quan sát hình ảnh và cho biết cách bảo quản phân hóa học. Ngoài được trong chung ra thì ta bảo quản như thế nào đây? Còn làm gì nữa? Thì ta thấy rằng đối với phân hóa học là gì nào? Để ở nơi cao, khô ráo, thoáng mát. Nó cao thì nó mới thoáng, còn nhớ ha, để trong nơi thoáng mát, cao ráo. Cao thứ hai nữa là gì? Để tránh cái tầm với của trẻ em nữa. Đó. Còn đựng trong chung, vại sành, đậy kín hoặc đựng trong bao ni lông. Và đặc biệt là không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau. Tại khi lẫn lộn như vậy thì phân bón nó sẽ làm sao? Nó sẽ ra một loại phân khác rồi. Đạm mà đụng với phân lẫn lộn với phân kali là loại phân khác rồi. Nó giảm đi cái tác dụng của phân bón. Còn để nơi mà không khô ráo thoáng mát, nó ẩm, tụi con thấy là phân hóa học nó có tác dụng gì? Nó tan nhanh mà. Đâm ra khi mà để nó ẩm thì sao? Nó sẽ bị ẩm nước và nó sẽ giảm đi tác dụng phân bón. Nó là như vậy, nhớ. Rồi chúng ta thấy thấy chúng ta gì đây? Ta chất đống nè, và loại phân này chúng ta đoán coi nó là phân gì, chắc chắn nó là phân hữu cơ rồi, thấy chưa? Và người ta chất thành từng đống đây đó, thì tụi con thấy là mô tả hay là gì ba, thật sự là ủ thành đống cho chúng ta thôi. Nó điều gì? Và người ta ủ thành đống này để làm gì đây? Để cho những con vi sinh vật có ích nó chuyển hóa từ chất
khó tan thành chất dễ tan. Đặc điểm phân hữu cơ là nó khó tan, thấy chưa, nó lâu tan, bởi người ta phải ủ ủ để làm chi, để nó những con vi sinh vật nó chuyển hóa từ thành chất, từ chất khó tan thành chất nó được phân hủy đó, nó dễ tan, nó phân hủy, nó dễ tan trong đất. Vậy phân chuồng có những cách bảo quản nào? Đó là có thể bảo quản tại chuồng nuôi, thấy chưa, ủ thành đống, dùng bùn ao chát kín bên ngoài. Thì cái bùn ao chát kín bên ngoài để tăng cái sự chuyển hóa từ chất khó tan thành chất dễ tan, nhớ ha. Rồi tụi con hãy dựa trên cơ sở và các đặc điểm của phân bón mà suy ra cách sử dụng bảo quản hợp lý, bảo vệ chống ô nhiễm môi trường. Tụi con thử suy nghĩ coi, dựa trên cơ sở đặc điểm của phân bón mà chúng ta suy ra cách sử dụng như thế nào, bảo quản hợp lý như thế nào, bảo vệ và chống ô nhiễm môi trường ra sao. Ở đây có một cái mô hình mà thầy giới thiệu cho tụi con, đó là mô hình bioga. Đây là những cái hầm bioga nè, đó, người ta để cái phân hữu cơ ở trong đây. Thấy chưa? Thì tác dụng mà khi mà tụi con thấy khi mà nó chuyển hóa như vậy, nó tạo ra khí gì, khí metan rất là nhiều, hoặc là carbon dioxide, đặc biệt là metan rất là nhiều, và khí metan nó nhiều lắm. Và khí metan này nó tạo ra cái năng lượng, và nó làm có thể làm gì nè, phát điện nè đó, rồi làm chất đốt, nó tạo ra ga. Đây, phương pháp sử dụng phân hữu cơ một cách hiệu quả nhất hiện nay đang được áp dụng ở nhiều địa phương ở nước ta chính là mô hình bioga, vừa cung cấp nhiên liệu cho sinh hoạt, vừa phân giải chất hữu cơ thành các dễ thành chất dễ tiêu đối với cây trồng, đồng thời không gây ô nhiễm môi trường. Các bạn thấy không, phân hữu cơ thì nó hay gây ô nhiễm môi trường, nhưng mà khi người ta làm theo mô hình bioga thì người ta cung cấp được cái gì nào, có nhiên liệu là ga, máy phát điện, thấy chưa, mà nó vừa phân giải từ chất khó tan thành chất dễ tan, là có lợi vô cùng và không gây ô nhiễm môi trường. Rồi chúng ta ôn lại một chút ha, thế nào là bón lót và thế nào là bón thúc. Đó, thì bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng, mà bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. Rồi phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc vì sao? Bón lót á, thì vì chúng thường ở dạng là khó tiêu. Rồi phân đạm, phân kali thường dùng để bón lót hay bón thúc vì sao? Đó là vì chúng ở dạng dễ tiêu, nó đơn giản thôi. À, rồi hãy giao nhiệm vụ cho tụi con đây. Thứ nhất, khi mà xem xong clip bài học rồi đó, thì tụi con phải làm cái gì đây? Làm bài tập trắc nghiệm để lấy điểm. Tất cả các bạn đều phải làm. Rồi chuẩn bị ở tiết học sau, tụi con sẽ tìm hiểu ở đây. Thứ nhất là tìm hiểu cách xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay, nằm ở bài số 4 sách giáo khoa. Thứ hai, đó là xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu, đó là bài 5 sách giáo khoa. Và cuối cùng là phân biệt các loại phân hóa học thông thường như phân đạm, phân kali, phân lân, bài 8 sách giáo khoa. Rồi bài chúng ta đấy là hết.